Tây Nguyên, vùng đất với những nông sản nổi tiếng như cà phê, hồ tiêu. Vùng đất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây nông nghiệp giá trị cao. Thế nhưng, vùng đất trù phú này cũng không nằm ngoài quy luật tác động của biến đổi khí hậu. Cháy rừng, hạn hán hàng năm vẫn xảy ra ảnh hưởng tới canh tác, nông nghiệp. Xây dựng các giải pháp công nghệ thích ứng là yêu cầu tiên quyết để thích nghi. Trong đó, việc tập trung nghiên cứu giống mới, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm được xem là giải pháp có tính chiến lược và triệt để nhất, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại vùng đất lửa Chư Sê, khi những nông sản như cao su giảm mạnh và cho sản lượng mủ thấp, những nông dân ở đây đã chuyển đổi mô hình canh tác sang trồng chuối. Với hơn 100 hectare trồng chuối tiêu hồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Long, Gia Lai đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cây chuối đã nhanh chóng thích nghi và trở thành nông sản xuất khẩu có giá trị cao. Cái cây cao su mà khi tái canh thì nó không bằng cái lúc mà mình trồng năm đầu. Thứ hai nữa là bên cái quy trình của tập đoàn công nghiệp cao su là người ta sẽ cây thì không giảm. Số lượng cây trên hectare không giảm nhưng mà quỹ đất sẽ có ra một cái quỹ đất để xen canh những cái cây trồng khác ngắn ngày hơn, chứ cây cao su mình tái canh là phải 6-7 năm mới có khai thác. Còn cây chuối thì vừa tạo công ăn việc làm cho bà con. Hai nữa là nó chỉ trong vòng xoay vòng 10 tháng đến 11 tháng là mình có thu hoạch rồi. Còn cây cao su phải 6-7 năm. Mặc dù đây là nông sản có khả năng chịu hạn cao, tuy nhiên chúng cũng được hợp tác xã áp dụng tưới nước tiết kiệm để đảm bảo đúng thời gian sinh trưởng và thu hoạch. Nhờ công nghệ này mà 100 hectare chuối luôn được cung cấp đủ nước tưới khi vào mùa hạn. Với quy trình sản xuất Việt Gáp, sản lượng chuối không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản lượng lớn ra thị trường nước ngoài. Đến với cây chuối thì mình đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm ở ngoài phía Bắc. Nhưng khi đi vào trong khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng thì mình thấy cái thứ nhất là về cái khí hậu và cái thổ nhưỡng đất ở khu vực này rất là phù hợp với cả cây chuối tiêu hồng. Và mình đã quyết định mang cái cây giống chuối tiêu hồng từ ngoài Hưng Yên vào đây và canh tác ở trong khu vực này. Về sự biến đổi khí hậu thì khi mà chúng tôi mang cái mô hình trồng chuối vào đây thì thứ nhất là nó rất là phù hợp với cái đất và thổ nhưỡng ở khu vực này. Và để thay thế cho những cái cây trồng ở huyện Chư Sê không hiệu quả như cây hồ tiêu và cây cà phê thì chúng tôi trồng xen canh cây chuối tiêu hồng vào cây cao su, đem lại những cái lợi ích và hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Huyện Chư Sê hiện có trên 860 hectare cây ăn quả, trong đó có hơn 300 hectare chuối. Thời gian qua, diện tích hồ tiêu bị chết do sâu bệnh trên địa bàn huyện khá lớn, nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang trồng chuối vì loại cây này dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Hơn nữa, diện tích đất đồi núi khó canh tác khá lớn nên người dân cũng tận dụng để trồng chuối. Với việc chuyển đổi mô hình thích ứng đang tạo ra giá trị nông sản cao hơn và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương. Nói chung là khi hợp tác xã mà xây dựng được khi về của thôn Làng Tê, xã Gia Lai thì phan chuối này sẽ làm cho công nhân là lương một tháng khoảng 6 triệu cho một công nhân. Như vậy đảm bảo cho công nhân là khoảng 50 người. Thì trước nay thì nó chưa có hợp tác xã. Thì mình bán cái đầu ra nó còn bập bồng hơn. Sau khi có hợp tác xã thì theo anh nghĩ là cái chuối này nó sẽ bền hơn cho công nhân ở địa phương. Về cơ chế chính sách thì tôi cũng rất là mong chính quyền địa phương, lãnh đạo của tỉnh Gia Lai, tất cả các ban ngành hỗ trợ cho chúng tôi về nguồn vốn để chúng tôi sẽ mở rộng và đầu tư thêm những cái diện tích lớn hơn như này nữa. Thì như hàng năm thì bọn tôi mỗi một năm phát triển thêm khoảng độ 20% một năm. Như năm đầu tiên chúng tôi vào đây là có 40 hectare thì đến năm nay đã là thành gần 100 hectare rồi. Trong cái tầm nhìn của chúng tôi thì sẽ phát triển khoảng độ 20%, mở rộng 20% một năm. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang là một trong những đơn vị tiên phong phát triển hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Việc sản xuất hơn 70 hectare hồ tiêu theo hướng bền vững
đã giúp 110 thành viên của hợp tác xã vững vàng bước qua giai đoạn khủng hoảng của ngành hồ tiêu Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung giai đoạn vừa qua. Tại đây, hơn 70 hecta hồ tiêu được bao phủ độ ẩm bởi công nghệ tưới nước tiết kiệm. Hàng triệu gốc hồ tiêu đều được cung cấp đủ độ ẩm, dưỡng chất thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Ví dụ như bây giờ chúng ta áp dụng về hệ thống tưới, thì nó có hệ thống tưới bét nè, tưới nhỏ giọt nè, tưới thông minh bắt bù áp là quẩy sen, thì để chúng ta thứ nhất là tiết kiệm được cái lượng nước, thứ hai nữa là cái lớn nhất là tiết kiệm được về nhân công, thứ ba nữa là chúng ta chủ động được cái việc mà thí dụ bón phân chăm sóc cái vườn, khi nào cần tưới, khi nào rải phân cho cây nó đủ độ ẩm, và thứ ba nữa đó là chúng ta là tiết kiệm được điện nè, rồi tiết kiệm được là cái nhân công. Và một cái nữa là nó tạo một cái độ ẩm. Ví dụ chúng ta tưới bét trên không á, thì nó tạo một cái vùng vườn tiêu của chúng ta là cái độ ẩm nó đều, tràn đều. Như vậy cây nó sẽ hấp thụ hay là nó sinh trưởng nó tốt hơn. Ưu điểm của công nghệ tưới tiết kiệm nước có thể áp dụng trên mọi địa hình. Lợi ích của việc sử dụng công nghệ tưới này là tiết kiệm được 20-30% lượng nước và rải đều thường xuyên, chứ không phải tưới tập trung, khắc phục được tính thời vụ. Bên cạnh đó, công nghệ này còn giúp tiết kiệm công lao động. Đặc biệt, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được đưa qua hệ thống tưới đến thẳng bộ rễ của cây, giúp tăng hiệu quả sử dụng, giảm độc hại cho con người. Đầu tư ban đầu thì nó tốn kém, nhưng mà tính về lâu về dài, vì cái làm này chúng ta xác định là 5 năm, 10 năm, thì chúng ta sử dụng thứ nhất là đường ống, chúng ta không phải trải ra, không phải bể, không phải âu, vì nó nằm dưới đất là cái tính độ ẩm nó cao, thì các cái loại ống nhựa nó không bị chết, nó không bị mòn, nó không bị hư hỏng nhanh. Thứ hai nữa là cái thời gian mà chúng ta cần là nó rất là giảm cái thời gian chúng ta tưới. Ví dụ một cái vườn mà chúng ta tưới giấy, chúng ta kéo dây ống tưới phổ thông thiên nhiên giống như chúng ta làm tự nhiên á, thì chúng ta tưới một cái vườn tiêu thì chúng ta tưới khoảng 5-7 ngày. Nhưng mà nếu tưới bét thì chúng ta tưới 1 ngày đến 2 ngày là xong một vườn tiêu 1 hecta. Không chỉ những cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu phải thay đổi hướng canh tác phù hợp với điều kiện thời tiết. Hạn hán cũng đang tác động trực tiếp tới sản xuất rau màu. Trên những cánh đồng vốn bạc màu, khô cằn trước đây của bà con xã Tân An, huyện Đắk Pơ, chúng đã được chăm tưới và trở thành những cánh đồng rau màu tươi tốt. Khi mà làm quy mô như thế này thì phải kéo bằng ống tưới qua, tưới bằng tay. Cho nên là phải một người tưới rồi một người kéo. Cho nên là nó hơi vất vả hơn là cái tưới phun này. Tưới phun này thì nó có tiện lợi là thứ nhất là cái độ ấm nó giữ được nhiều cái độ ấm hơn. Thứ hai nữa là có một người khác thì không kéo dây thì đi làm việc khác, nó lại đỡ nhọc nhằn hơn. Nó giảm công sức lao động của mình đúng không? Nó giảm cái công thức lao động. Chứ hơn nữa là cái tưới phun này là nó không, khi mà mình rải phân á, phân bón vô thì nó không bị mất phân. Còn tưới tây là mình khi mình tưới mà nhiều chỗ nó mạnh quá thì nó lại là trâu phân đi, nó không cái cây trồng nó không có được cái nhu cầu nó ăn được phân. Nói chung á thì bà con nông dân ở đây là canh tác cái cây ngắn ngày nó cũng tương đối là nhiều. Tuy nhiên là cái thời tiết ấy, thì cũng gặp nhiều khi là khắc nghiệt và cái nguồn nước ấy, là hay bị cạn kiệt. Thì qua đó thì bà con là cũng thực hiện theo cái chương trình dự án và tưới chuyển sang cái tưới tiết kiệm. Thì trong đó cái thứ nhất ấy, là cái nguồn nước ổn định, phải có nguồn nước ổn định và tưới ấy, là cái thứ nhất là nó cũng tiết kiệm được cái nước. Cái thứ hai ấy, là tiết kiệm được công lao động, bà con là đỡ đi cái công lao động là rất nhiều.
đặc biệt là nó tăng năng suất cây trồng và nó đem lại cái hiệu quả thu nhập cho bà con nông dân. Trong thời điểm hiện nay, hạn hán đang trở thành nỗi lo của nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước thì nông dân sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn và giảm thiểu rủi ro do hạn hán gây ra. Với hệ thống tưới tiết kiệm nước, mô hình này được nhà nước hỗ trợ trên diện tích 1 sào. Còn lại, người dân sẽ tự đầu tư. Đây là chương trình khuyến khích nông dân thay đổi tập quán canh tác, cũng như thích ứng với thời tiết khô hạn, vốn bất lợi trong trồng rau màu ở huyện Đắk Bơ. Thì cái này là cái dự án của nhà nước cho huyện cấp về xã là mỗi hộ được 500 mét. Là cái chương trình là cấp cho hộ nghèo, xã ưu tiên ra được một suất. Và là để làm trực tiếp là làm tổ trưởng để hướng dẫn cho bà con để làm theo. Trên những đồi đất bạc màu với diện tích lớn, nhưng chỉ bằng những nút bấm tắt, mở trên điều khiển, người đàn ông này có thể tưới cho 2 hectare rau màu của gia đình. Gọn nhẹ, tiện lợi và giảm tối đa thời gian là điều dễ nhận thấy khi áp dụng mô hình này. Nói chung là hiện giờ là đang làm là toàn bộ cái hệ thống tưới là một nửa diện tích là tưới ống nhỏ giọt của Israel. Một nửa còn lại là tưới ống phun mưa. Nói chung cái hiệu quả canh tác, vừa canh tác thì cái cây rau là nó tốt hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn. Cái mức chi phí nhân công lại giảm xuống. Ví dụ như cái thời gian mình tưới thì mình đi làm được cái công việc gì khác. Đó, có nghĩa là tưới mình không có bận tâm, mình chỉ cần bấm nút là mình tưới thôi. Cái này thì ở trên thị trường người ta bán rất là nhiều rồi. Bây giờ các cái đại lý, các cái tiệm điện người ta vẫn có bán. Vậy thôi. Còn mình mua gì thì mình tự mình mua gì mình lắp vẫn được, nó rất là đơn giản. Thậm chí là mình thay vì mình mua cái automat hết 60.000 thì bây giờ mình mua cái này 250.000 thì nó tiện hơn. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có gần 16.000 ha đất trồng cây ngắn ngày và rau màu. Sản phẩm không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung. Trong số này có khoảng 12.000 ha rau màu cần tưới nước thường xuyên. Nhiều năm qua, nông dân khu vực này chủ yếu tưới nước theo phương pháp truyền thống là dẫn nước tưới từng gốc hoặc theo từng luống cây. Phương pháp tưới này khiến chi phí sản xuất và công lao động tăng thêm, làm giảm hiệu quả kinh tế, đặc biệt là gây lãng phí nguồn nước tưới và khai thác quá mức nguồn nước ngầm. Với mô hình tưới nước tiết kiệm, nông dân nhận thấy hiệu quả từ kinh tế đến sức lao động như trước đây. Nói chung là bà con ở đây là cái nguồn nước thì sông suối không có. Cái nguồn nước chính là giếng thôi. Chỉ là làm những cái giếng to rồi sâu, cho nên cái chi phí do cái nguồn để mà tìm được cái nguồn nước nó rất là cao. Như một hộ bình thường thì nó cái những hộ khó khăn y. Nếu mà y như tôi thì làm xong 2 cái giếng nó nằm tầm khoảng cỡ 240 triệu là đủ cái nguồn nước để sử dụng cho trên 2 hectare đất. Là làm chiên canh làm cây rau màu ngắn ngày làm quanh năm. Nghĩa là cái nguồn nước là ổn định, chứ còn thiếu thì không có thiếu. Mùa nắng cũng như mùa mưa thôi. Công nghệ tưới tiết kiệm nhằm giúp nông dân Gia Lai tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập đang được triển khai tại 4 địa phương gồm Đắk Pơ, Công Tro, Cờ Bang và An Khê. Đến nay đã có 121 hộ đăng ký thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trên cây rau, hoa với diện tích mỗi hộ là 1 sào và đang bắt đầu triển khai thực hiện. Mục tiêu của dự án là giúp 2.500 hộ nông dân áp dụng công nghệ này, tăng thu nhập thêm 8 triệu đồng một hộ mỗi năm. Hiện nay thì cái biến đổi khí hậu đã thể hiện rõ rệt tại Gia Lai. Thế nó thể hiện là có những năm mưa dầm rất lớn, nhưng có những năm hạn rất khốc liệt. Và cái việc mà tưới nước tiết kiệm hiện nay là cái yêu cầu bức thiết phải triển khai. Vì nếu mà không tưới nước tiết kiệm thì sẽ không đủ nguồn nước để tưới cho các loại cây trồng đang canh tác hiện nay. Thế từ cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi cũng đang triển khai cái chương trình tưới nước tiết kiệm ở Gia Lai ấy, thì khuyến nông chúng tôi đã làm nhiều các loại mô hình khác nhau tưới nước tiết kiệm trên cà phê để giảm lượng nước của cà phê từ cái lượng tưới trước đây là nông dân tưới độ 600 lít trên một gốc trên một lần, hiện nay đã giảm xuống cỡ độ 400 lít, đã thể hiện là đã giảm được 1/3 lượng nước. Để thực hiện mô hình thích ứng biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, đa phần là nông dân tự đầu tư. Điều này cho thấy người dân đã chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tại Gia Lai đã có hàng nghìn mô hình tưới nước tiết kiệm
thích ứng biến đổi khí hậu được thực hiện. Thế thì sự thực là nông dân tự bỏ tiền ra đầu tư thì họ đã thấy được là có lợi ích. Trước đây thì tiếp cận theo cái kiểu là dùng các thiết bị tương đối đắt tiền của Israel thì nông dân khó đầu tư. Nhưng sau này dùng bọn tôi đi theo cái con đường là hiệu quả, tiết kiệm, giá rẻ hơn thì thiết bị tưới 1 hectare chỉ có vài 30 triệu, nó rẻ hơn so với các loại thiết bị của Israel đến 5%. Thế dân dễ tiếp cận hơn. Như vậy nông dân là áp dụng những thiết bị tưới nó rẻ hơn thì dễ lắp đặt, và sau một vài vụ trồng rau thì người ta lại đổi cái thiết bị khác. Và sự thực là có hiệu quả, cho nên nông dân mới tự lắp đặt lên cả nghìn hộ như vậy. Thì nó giải phóng nhân công người ta, nó cũng tăng hiệu quả lên. Thì theo chúng tôi đánh giá là đây là cái dự án mà thực sự có hiệu quả. Và cái cách tiếp cận của người ta là tiếp cận theo con đường thị trường để giảm cái chi phí cho không xuống. Mà chỉ có kết nối cung cầu ở đây, tạo cung tạo cầu, kết nối cái cung cầu. Nông dân muốn đầu tư sản xuất thì phải bỏ tiền ra đầu tư. Gia Lai là tỉnh có diện tích cây công nghiệp dài ngày khá lớn, trong đó cà phê xấp xỉ 95.000 ha, cao su khoảng 100.000 ha, hồ tiêu khoảng 16.000 ha, chưa kể diện tích lúa nước và hoa màu. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, do biến đổi khí hậu cùng những diễn biến bất thường của thời tiết, việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết bài toán này, vài năm trở lại đây, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã nghiên cứu chuyển giao công nghệ tưới nước tiên tiến từ các nước có nền nông nghiệp phát triển, giúp nông dân áp dụng vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, đến nay toàn tỉnh đã có 23.571 ha cây trồng áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong đó cây hồ tiêu gần 3.000 ha, cà phê hơn 10.000 ha, cây ăn quả 2.500 ha, rau màu 3.400 ha. Với cái biến đổi khí hậu thì cái cách đối phó của chúng ta vẫn là thích ứng thôi, chứ cũng không thể chống lại thiên nhiên được. Thế thì thiếu nước thì ta phải dùng những cây thiếu nước, và những cái bệnh dịch xảy ra thì chúng ta hướng vào các cái nội dung như là áp dụng các cái giống có thể thắng được bệnh, và sử dụng các biện pháp tổng hợp sinh học để phòng những cái bệnh, đề phòng nó bị tác động do cái biến đổi khí hậu. Tinh thần của chúng ta là thích ứng, chứ cũng không phải là chống lại thiên nhiên trong cái việc công cuộc biến đổi khí hậu. Trước những tác động của nhiều mặt, trong đó có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét và tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nhiều tỉnh ở vùng Tây Nguyên đã khuyến khích và có những chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất. Xác định phát triển nông nghiệp thông minh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do tác động của khí hậu, thời tiết, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư. Tỉnh sẽ rà soát, đánh giá lại hết sức cụ thể cái tác động của biến đổi khí hậu đến từng loại cây trồng vật nuôi. Trên cơ sở cái đánh giá đó, cũng như cái việc mà cái thị trường tiêu thụ của một số các cái sản phẩm nông nghiệp đó, thì trên cơ sở đánh giá này, ngành nông nghiệp cùng với chính quyền địa phương sẽ xây dựng cái kế hoạch, cái lộ trình hết sức cụ thể cho từng loại cây trồng, cái vật nuôi, để chúng ta thực hiện cái chuyển đổi này để sao cho nó đem lại cái hiệu quả cao hơn. Thế thì cái này thì ngành đang xây dựng cái đề án để chúng ta thực hiện tốt vấn đề về chuyển đổi cây trồng để ứng phó với cái biến đổi khí hậu và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Đối với vùng Tây Nguyên, tài nguyên đất, nước và rừng có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì sự ổn định và phát triển của toàn vùng, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững nông nghiệp vùng Tây Nguyên. Lồng ghép chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng dự báo về biến đổi khí hậu, vùng sinh thái gắn với quy hoạch phát triển kinh tế là nhiệm vụ đang được đặt ra. Điều này đòi hỏi phải đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chiến lược, quy hoạch dựa trên kết quả đầu ra. Hiệu quả của ngành sản xuất khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tới.